Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục lên cho một clip gồm 8 cây cán vợt nha anh em. 8 cây cán vợt. 8 cây cán vợt này có chiều dài từ 3m6 đến 7m. Cây cuối cùng là cây 7m. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán như hàng lỗi mà không có clip lên thì em sẽ nhân lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất là tham khảo. Cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cán vợt của hàng 3m6 nha mọi người. Cán vợt là 3m6. MPT đó. Đó, cây này thì em lấy từ thị trường nội địa Nhật về. Đó, cây này nó có dây gàng, ốc là ốc 11 nha, ốc 11, chất liệu carbon nha mọi người, đó, chất liệu carbon, rồi rất mới nha, độ xước xác hình như là không có luôn, xước xác đi ti một điểm, ốc 11, cây này dài 3m6. Nặng là 300g, gốc thu gọn là 112cm, gốc là 23 đọt. Ốc á, con ốc này thì 11 nha mọi người. Đó, gốc 23, ốc 11. Giá là 450k nha. Đó, cán vợt 3m6. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cái hàng nội địa Tem Xích, chủ Nhật. Cây này là chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, cây này dài 4m5, thu gọn là 112cm, nặng là 550g, ốc vẫn là ốc 11 nha mọi người, ốc 11, gốc là 31, gốc 31, chất liệu carbon nè, dài 4m5 nha, cây 4m5, carbon sẵn quăng luôn, đó, giống như hai da luôn này, nè, ngoại hình có xước xác nha, đó, có xước xác. Mấy cây này kéo ra đảm bảo anh em là siêu thẳng luôn, rất là thẳng luôn. Đó. Rồi, cây số 2 giá là 500k mọi người. Đó, cây số 2 4m5. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây hàng của hàng Romit. Đó, cây này chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người, carbon. Thì cây này dài được 5m1, nặng là 450g, thu gọn là 73cm cho anh em, gờ tầm khoảng 4g. Ốc vẫn là ốc 11, gốc là gốc 29. Đây, chất liệu carbon cho anh em, ốc là ốc 11. Cây này còn rất là mới luôn á, ngoại hình nó xuất sắc, rất là xuất sắc luôn. Kéo ra thì rất là thẳng nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon. Anh em về làm cán vợt nè, làm cây móc lỗ thay về chọc kiến cũng được. Đó, cây này dành dài 5m1 nha mọi người, 5m1 hàng gói mệt. Tem sức đầy đủ, mã code đầy đủ nha. Đó, rồi giá công khai cây số 3 là 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây cán vợt của hàng, cũng là hàng Romit luôn nha mọi người. Đó, Romit. Thì cây này của dài được 5m4. Đó, cây này có dây gàng. Dài 5m4 có dây gàng. Thì cây này nặng là 550g. Đó, thu gọn là 112cm. Gốc là 26. Ốc là ốc 11 nha anh em. Đó, ốc là ốc 11. Thì cái này ngoại hình rất là ok nè, chất liệu là chất liệu carbon, em mới thấy. Kéo ra cho, rất là mới nha mọi người. Đó, mới tin luôn. Dài 5m4, rất là mới nha anh em, cây này rất là mới luôn. Kéo ra cũng rất là thẳng luôn. Rồi, cây số 4. Cây số 4 giá công khai là 600k nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em đây cho mọi người vẫn một cây cần nội địa nha, ở lòng cây cán vợt nội địa nha anh em. Chất liệu là carbon sẵn, sẵn nổi quăng, dạng hai da.
sẵn nè. Thì cái này dài 5m4, dài 5m4, cây này không có dây gàn, dài 5m4, nặng là 540 gram, thu gọn là 112 cm, gốc nó là 30, đọt là 11, ốc là 11. Đó, carbon sẵn. Cái độ mới ra tầm khoảng 90% nha anh em, rất là mới luôn. Cái này ở đầu lóng nó có miếng cầu, miếng nhôm bảo vệ nè, đó, miếng kim loại bảo vệ, rất là mới nha người. Carbon sẵn đây nè, đóng inox bảo vệ luôn, còn rất mới nha. Giờ anh em cắn vợt câu gần, câu lục, không thôi anh em đi câu cá tay á, lấy làm móc lỗ cũng được, rất là ok nha anh em. Đó, nó không có vô, càng rất là mới nha. Rất là mới, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cây số 5, giá công khai là 650k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho người vẫn một cây nội địa. Cây này cũng dài 5m4 luôn mọi người, dài 5m4. Vẫn là hàng sẵn nổ quăng, carbon. Được ở dưới đây nó quăng con dây á, cầm rất là nhắm tay luôn. Thì không có dây gàn nha anh em. Thì cái này nặng là 640g, thu gọn là 112cm, gốc là 31, ốc là 11. Anh em, cái này vẫn có miếng inox bảo vệ nha anh em. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, sẵn đỏ quăng. Nhìn cực kỳ đẹp nha anh em. Chịu khó gấp từ ống xây cho anh em xem. Anh em, cái xuất sắc li ti nha, nhưng không ảnh hưởng gì. Rất là đẹp luôn, carbon sẵn. Rồi, cây số 6 giá công khai là cũng 650k nha mọi người. Đó, cây số 6 giá công khai là 650k. Rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là vẫn là một hàng của hàng cán vợt. Foil là foil caro, chất liệu là chất liệu carbon. Cây này có 5 lóng dài 5m4. Mã code này đầy đủ nha anh em. Thì cây này nặng là 550g, thu gọn là 112cm, ốc là ốc 11, gốc là gốc 27. Đó, đây nè, ốc 11, gốc 27. Ngoại hình cây này cũng cực kỳ đẹp nha anh em, độ xuất sắc rất là ít luôn. Kéo ra thẳng băng luôn, rất là đẹp nha anh em. Thì cây này, cây số 7 giá công khai vẫn là 650k nha anh em. Ok, quán quật 650k, đích là đích, rất là đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cây số 8, cây cuối cùng. Cây cuối cùng em lên cho mọi người vẫn một cây hàng của Gromit. Cây này thì nó dài tới 7m đặng anh em, dài 7m anh em móc lỗ câu gần, câu trên cầu và lấy cây này về làm cán quật. Ốc nó vẫn là ốc 11 nha anh em, ốc vẫn là ốc 11. Nặng là 900g, thu gọn 110cm. Gốc là gốc 35, ốc là ốc 11. Kéo ra cho anh em xem, ốc đứng rất là chắc luôn này, ngoại hình còn rất là mới luôn nha. Không có xuất sắc luôn, hàng vẫn là hàng carbon nha anh em. Carbon rất là mới luôn nha mọi người. Nhét vô rồi cứng. Hàng còn đẹp nha mọi người. Rồi, cây số 8 giá công khai là 800k đó. Đó là tổng cộng 8 cây cán quật em đang cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào thì chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.